Sau phụ tùng trà đạt, xin kính chào tất cả quý anh em nha. Anh em ơi, hôm nay là IC Indonesia đã về shop mình đầy nhà rồi nha anh em nha. IC Indonesia này thì anh em biết cái độ chất của nó rồi ha. Thứ nhất là nó ở tua nước đề nha, rất là mạnh. Nước đề anh em chạy phố hoặc là anh em chở hàng cực kỳ ngon luôn. Đấy, hoặc là anh em đi đường bình thường, đi chợ đồ ấy, thì anh em đi tốc độ không cao quá thì nó sẽ cho nước đề rất là ngon. Nước hậu thì nó cũng chỉ như những IC Jin của Thái thôi chứ không phải là dạng những IC độ nha. Nhưng mà nước đề thì rất là ngọt. Đấy. Loại này thì anh em chúng ta thích hợp để đi xe vừa phải nhẹ nhàng, không phải là xe đua, xe độ mạnh nha. Nhưng mà loại này thì anh em đi nước đề rất là ngon. Nó rất là mặn, nó rất là nhẹ xe luôn. Đấy, giống như này nó độ một cái nồi lên vậy đó. Loại này thì đây, nó sẽ là nguyên đa nguyên kiện ở trong bọc của Honda Indonesia như vậy. Mã vẫn là GN5 thôi. Thì cái mã GN5 là cái mã chung của Honda rồi, dành cho các cái xe đời giống như con cháu của cái xe cúp đầu vua như là Archea, rồi rim lùn, rim Thái, Super Rim ha. Đó. Đây, bọc của nó thì đây anh em. Bọc của nó thì sẽ có chữ là Honda Unit Park Made in Indonesia nha. Cái dòng trên này là cái cơ sở sản xuất của nó ở Jakarta này, thành phố Jakarta, thủ đô Jakarta này. Đấy. Thì một cục IC này nó sẽ có đầy đủ luôn cả IC cũng như là cái cao su treo nha. Đây mình sẽ mở ra cho anh em coi cái phần này này. IC này thì nó sẽ là hãng sản xuất của nó, cái hãng Siringen luôn. Hãng Siringen là cái hãng mà nó sản xuất IC cho rim Thái với lại quay Thái 110 anh em. Nó sẽ sản xuất cái hãng này ha. Đây. Hãng Siringen nó rất là nổi tiếng luôn. Đây anh em ha, một thương hiệu lớn Siringen nha. Thương hiệu này thì chỉ sản xuất đồ dạng như cái đời đầu cho Thái thôi. Cho nên là anh em biết rồi, chất lượng thì tuyệt vời không phải bàn cãi nha. Siringen của Thái. Hàng này là cái thương hiệu đó, là thương hiệu sản xuất các IC Thái Indo nè. Chỉ có bên này nó mới có thôi, còn về Việt Nam mình thì nó chơi qua Mitsubishi rồi. Mitsubishi nó yếu hơn, không bằng cái loại này. Cái loại thì nó vừa bền, nó vừa trâu nữa, nó vừa mặn ha. Đó nha, IC này giá của nó là 300 ngàn một cục nha anh em. IC Indonesia, anh em là chúng ta có nhu cầu có thể liên hệ với mình. Loại này thì anh em gắn được cho các xe lửa máy như là rim Thái, rim Super, quay Thái, quay Alpha, quay Trung Quốc, rim Trung Quốc, rồi phun chờ 110 nha. Còn các dòng như 125 hay là các dòng quay A đời sau, con này gói gắn được cho quay S bụng, quay xương cá này, hay là quay RS đời từ 2010 trở về nha. Còn những xe đời 2013, 2015 này kia thì nó đã sử dụng điện bình rồi, nó sẽ sử dụng IC khác nha. Ok, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Đạt số điện thoại 0915434973 nha anh em. Số Zalo của Đạt cũng là số đó luôn. Anh em nào có nhu cầu đặt sỉ hay là mua lẻ đều có thể liên hệ với mình qua Zalo, mình sẽ trả lời cho anh em nha. Anh em nhớ đăng ký kênh của mình nha. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo nha.